Tình trạng quay lén chụp ảnh check-in bên trong rạp chiếu phim nhiều năm trở lại đây trở thành một vấn nạn. Nó khiến những người yêu điện ảnh chân chính không khỏi phẫn nộ. Gần đây nhất là trường hợp của Spider-Man No Way Home, người nhện không còn nhà. Nhiều TikToker đã bị chỉ trích dữ dội khi hồn nhiên đăng nội dung phim lên trang cá nhân của mình. Nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng từng lên tiếng kêu gọi khán giả khi có phim ra rạp tuyệt đối không được spoil vì đó như là nồi cơm của họ. Mới đây, hàng loạt hội nhóm của cộng đồng fan điện ảnh nói chung và Marvel nói riêng tại Việt Nam đã không khỏi bức xúc trước hành động spoil của Sơn Tùng. Thực hư ra sao? Cụ thể, trên Instagram có hơn 6,4 triệu follow của mình, Sơn Tùng đã công khai ảnh chụp màn hình tiết lộ phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim Spider-Man No Way Home. Mặc dù bộ phim đã công chiếu được một thời gian, nội dung cũng đã được tiết lộ kha khá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động này của Sơn Tùng vẫn vấp phải chỉ trích dữ dội của những fan điện ảnh. Theo họ, bản thân Sơn Tùng là người hoạt động nghệ thuật, nên anh càng phải biết hành động chụp hình trong rạp phim là không được phép. Chứ khoan nói tới chuyện là Sơn Tùng đã spoil phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim. Năm 2021, Sơn Tùng vướng vào loạt ồn ào không đáng có, đỉnh điểm là tin đồn hẹn hò với Hải Tú. Tiếp theo đó, ngay trong đêm giao thoa tại chương trình Countdown đón năm mới, Sơn Tùng mặc chiếc áo da, đeo vòng cổ và mang chiếc mũ lông màu đen. Outfit này ngay lập tức bị netizen so giống với của G-Dragon vào 7 năm trước. Vừa mở bát showbiz Việt đầu năm, nam ca sĩ lại dính nghi án đạo nhái. Giữa bão dư luận cùng nhiều ý kiến trái chiều được nổ ra, Sơn Tùng vẫn thoải mái tung bộ ảnh trong đêm trình diễn giao thừa, khoe cận visual đỉnh chóp với thần thái chuẩn ông hoàng V-pop. Trên trang cá nhân, giọng ca có chắc yêu là đây còn viết một đoạn mô tả ảnh bằng tiếng Anh, ẩn ý lý do nam ca sĩ im lặng trước mọi chuyện. Tạm dịch, đừng nói chuyện, chỉ diễn thôi, đừng nói, chỉ thể hiện, đừng hứa, chỉ cần chứng minh, nói ít thôi, hành động nhiều hơn. Những ngày qua, nhất cử nhất động của CEO công ty MTB Entertainment đang được cộng đồng fan Sơn Tùng đặc biệt quan tâm. Theo đó, kể từ ngày 18 tháng 12, cứ cách vài ngày, người cộng sự thân thiết của chủ tịch Sơn Tùng lại chia sẻ lên trang cá nhân vỏn vẹn một chữ cái duy nhất. Ngày đầu tiên là chữ E, chữ cái thứ hai là chữ S, chữ cái thứ ba là chữ R, chữ cái thứ tư là chữ E, chữ kế tiếp là chữ V. Tất nhiên, động thái trên khó có thể nào xem là ngẫu nhiên được. Fan Sơn Tùng lập tức cho rằng, những chữ cái trên khi gộp lại sẽ thành tên viết tắt cho bài mới. Có người còn tinh ý phát hiện, nếu xếp thứ tự đăng tải từ gần nhất đến xa nhất, ta sẽ có chữ verse, từ chỉ một đoạn trong bài hát. Tất nhiên, mọi thứ suy đoán thì vẫn nằm ở vòng suy đoán. Đặc biệt khi vị CEO này chính là nhân sự từng có nhiều tin đồn đoán về việc rời khỏi công ty MTB Entertainment sau nhiều năm gắn bó với Sơn Tùng. Và mới đây, ngay buổi sáng đầu năm 2022, CEO của công ty MTB Entertainment tiếp tục khiến fan Sơn Tùng phải đứng ngồi không yên. Cụ thể, CEO của MTB Entertainment chia sẻ lời chúc vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể nghĩ ra. Happy New Year, năm mới hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không ghi chữ year thành year. Cố tình ghi hoa chữ A như để thả thính thêm cho điều gì đó. Kết hợp với các chữ cái đã tiết lộ trước đó, hiện tại chúng ta đã có chữ A, V, E, R, S và E. Tất nhiên, chút hình nhỏ nói trên làm sao qua được mắt fan Sơn Tùng, tất cả lập tức có nhiều suy đoán về chữ A bí ẩn này. Theo lẽ thông thường, mọi người sẽ tìm cách gắn các chữ cái viết tắt nói trên thành tên bài hát mới với đa dạng các kết quả khác nhau. Tuy nhiên, việc nhá hàng ca khúc bằng kiểu viết tắt thế này quả thực đã không còn gì mới mẻ. Không đáng để phía Sơn Tùng đánh tiếng bằng cách nhá hàng từng chữ ngày qua ngày như thế. Chắc chắn phải là gì đó lớn hơn, không chỉ là một bài hát. Thế nên nhiều fan đã nhìn xa hơn và khá chắc chắn về việc CEO của MTB Entertainment đang nhá hàng về Metaverse, vũ trụ thực tế ảo đầy tham vọng mà Facebook đang gây dựng. Nhiều fan cũng xôn xao và so sánh việc này với hình ảnh của nhóm S3 nhà SM Entertainment, vừa hoạt động ngoài đời vừa có phiên bản thực tế ảo. Cùng chờ đón những chữ cái tiếp theo mà CEO MTB Entertainment tiết lộ để xem có thực sự là Metaverse hay không.